xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20. Học sinh kể lại phút giáo viên trung học phổ thông ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp. Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỷ bỏ hoang tại nhiều địa phương. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mới đây trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, các bốt điện đã được khoác lên mình diện mạo mới nhằm mang lại hình ảnh đẹp cho tuyến phố, ngăn chặn nạn dán quảng cáo giao vặt. Tuy nhiên thực tế, một bộ phận người dân vẫn còn ngang nhiên treo biển quảng cáo, vứt rác gây ô nhiễm, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án lập chi tiết kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể trung tự và các vùng phụ cận. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 30 tháng 9, các khu nhà tại tập thể trung tự xuống cấp, nhiều bức tường, nền nhà bị bong chóc, nứt vỡ và hệ đường dây điện lộn xộn. Một số đoạn hành lang bị đập phá phía dưới để lấy chỗ làm đường ống nước và điện, khiến kết cấu bên trong tường bị hở, gây mất an toàn. Ngoài ra, do công trình đã được xây lâu năm nên nhiều căn hộ thường xuyên phải chịu cảnh ẩm mốc, thấm rột mỗi khi mùa mưa đến. Liên quan đến vụ giáo viên ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội có hành vi túm cổ áo, kéo lê học sinh ngay cửa lớp học. Nhân chứng vụ việc cho biết, ban đầu giáo viên chủ nhiệm giao cho nữ sinh bị bạo hành đi mua bánh trung thu theo cửa hàng chỉ định, nhưng nữ sinh không mua theo. Khi nữ sinh mang bánh đến lớp thì đã bị cô chủ nhiệm chửi mắng thậm tệ. Học sinh này cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên giáo viên này có hành vi không chuẩn mực. Trao đổi với báo Lao động, bà Nguyễn Phong Lan, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc cho biết, ban giám hiệu nhà trường đã nắm bắt được thông tin và đang tiến hành xác minh. Thưa quý vị, thời gian gần đây dịch đau mắt đỏ đang bùng phát và lây lan nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kéo theo đó là mặt hàng thuốc dùng để điều trị bệnh cũng trở nên khan hiếm, nhất là thuốc nhỏ mắt Tobrec, và sau đây là ghi nhận của phóng viên. Và cũng lo lắng bởi vì là đã mấy năm trước là bị lần rồi, thể lực mình cũng kém đi. Và thỉnh thoảng đến bây giờ qua 4-5 năm rồi mà thỉnh thoảng kiểu nó vẫn bị chảy. Vì vậy bây giờ là phải mua sẵn để đến cái phòng, nhưng mà không thùng, không biết con thùng. Theo khảo sát tại nhiều nhà thuốc Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuốc điều trị đau mắt đỏ được bán ra với số lượng lớn do nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao, thậm chí nhiều loại thuốc cháy hàng. Nhà mình bán hết những cái hàng mà mình gọi của hãng xong thì mình cũng thấy hãng báo giá là hết hàng nên là mình cũng chưa có nhập được. Hiện tại thì có Tobradex, mấy là Tobrec là mình thấy là không có hàng để nhập. Không có thuốc để điều trị cho khách thì mình cảm thấy khá là đáng lo ngại. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc nhỏ mắt chứa corticoid, một thành phần có thể làm tăng nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn nếu bệnh nhân đang bị viêm kết mạc mắt hoặc nhiễm trùng mắt. Hậu quả có thể bao gồm tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thậm chí là mù lòa. Vì vậy, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa về khám mắt để xác định chính xác tình trạng bệnh, không nên tự ý mua thuốc điều trị. Chương trình trao gửi yêu thương, góp nhặt nụ cười do các bạn sinh viên tại Đà Nẵng tổ chức dành cho các bệnh nhân chạy thận đã mang đến những phút giây hạnh phúc và ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu này. Họ đã cùng ca hát, cùng cười vui và có những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đón nhận yêu thương. Trong tiết trời se mát của mùa thu, thay vì chọn các địa điểm vui chơi Trung thu thì các bạn sinh viên trường Đại học Duy Tân lại chọn đến với xóm chạy thận Đà Nẵng và mang theo đó là những tiếng nhạc, tiếng trống lân rộn ràng. Những ánh đèn lấp lánh, những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn để mỗi bệnh nhân đều có thể theo dõi được chương trình. Họ được bốc thăm trúng thưởng, chơi trò chơi và được những phần quà gồm bánh, sữa và tiền mặt. Tụi chị cũng rất là vui khi có những em sinh viên đến động viên khích lệ và làm những cái chương trình như thế này để giúp cho số của tụi chị có thêm niềm vui và quên đi những cái nỗi đau hàng ngày của mình. Có thêm một cái động lực, một sức sống. Với thông điệp trao yêu thương, góp nhặt nụ cười, các bạn sinh viên đã gửi gắm tấm lòng của mình đến với các bệnh nhân, chỉ mong họ có thể vui vẻ và lạc quan hơn. Cô chú ở sống trọ của chúng ta thì sẽ có những hoàn cảnh rất là khó khăn, họ sẽ không có người thân bên cạnh và em không muốn họ phải đứng một mình và tủi thân nghe tiếng trống lăng, thấy được những cái lồng đèn nhưng mà lại không có người thân con cháu bên cạnh, nên em muốn tổ chức là trong ngày hôm nay những công em sẽ mang lại và góp nhặt được cái nụ cười trên môi của cô chú. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Hiện nay, không ít ý kiến cho rằng việc nhà trường tổ chức dạy thêm, dạy liên kết nhằm mục đích trục lợi. Một vị hiệu trưởng tại Nghệ An chia sẻ,
Nếu trẻ dạy đủ theo chương trình, rất khó tổ chức bán trú, đặc biệt là với khối 1, khối 2 vì số ngày học 2 buổi trên một tuần rất ít. Còn nếu chỉ tổ chức dạy học đủ chương trình chính khóa thì sẽ rất bất tiện cho phụ huynh và học sinh khi có những buổi học sinh chỉ học 1 đến 2 tiết rồi về. Chính vì vậy nên nhiều trường buộc phải chọn giải pháp liên kết với các trung tâm dạy học tăng cường. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Định Quán đang thụ lý điều tra vụ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ xảy ra trên đường quốc lộ 20 làm 4 người tử vong và 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, khi lái xe do không đảm bảo khoảng cách an toàn khi vượt, dẫn đến đầu xe đâm vào phía sau bên trái xe tải biển số 60C34513. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa quyết định thanh lý tài sản 31 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do không hoạt động từ nhiều năm nay, hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục. Được biết, 31 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có tổng nguyên giá hơn 34,3 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại gần 10 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!